Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á, U17 Việt Nam quyết hạ Đài Loan lấy ngôi đầu bảng. Vòng loại U17 châu Á 2023 gồm có 10 bảng đấu, thi đấu từ ngày 1 cho tới ngày 9 tháng 10, qua đó chọn ra 16 đội giành vé vào chung kết giải vô địch U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 2023. Sẽ có 10 đội bóng dẫn đầu ở các bảng tại vòng loại U17 giành vé vào vòng chung kết, 6 suất còn lại dành cho 6 đội nhì ở 10 bảng có thành tích tốt nhất. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà được đặt cách vào thẳng, đó chính là Bahrain. Bảng F được tổ chức trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ diễn ra từ ngày 5 tới ngày 9 tháng 10. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên đối với đội tuyển Đài Loan Trung Quốc vào lúc 19 giờ ngày mai ngày 5 tháng 10. Trước trận đấu với chúng ta, huấn luyện viên U17 Đài Bắc Trung Hoa là huấn luyện viên Tisa Wenji đã nhận định đây là một trận đấu mạnh khi mà có sự góp mặt của U17 Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng thi đấu với 100% khả năng. Khó khăn của chúng tôi là không được thi đấu quốc tế nhiều. Các cầu thủ cọ sát còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm. Ông đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, nhưng không tự nhận Đài Loan là đội yếu nhất bảng mà khẳng định đội hình sẽ dám tự tin để cạnh tranh vé vào vòng chung kết. Về việc Đài Loan Trung Quốc chưa từng giành vé tham dự World Cup châu Á trong lịch sử, chúng tôi chỉ biết cố gắng từng năm và đạt mục tiêu từng giải. Tôi nghĩ trong bóng đá, mọi chuyện có thể xảy ra, vị huấn luyện viên của U17 Đài Loan Trung Quốc nói. Trả lời phóng viên của chúng tôi, cầu thủ Canada nhập tịch U17 Đài Loan đã chia sẻ rằng tôi là người Đài Loan Trung Quốc gốc Mỹ, còn một người nữa là lại Canada. Chúng tôi là hai cầu thủ gốc nước ngoài và sẽ cố gắng thi đấu cống hiến cho Đài Loan, anh nói. Mặc dù tỏ ra khá tự tin và quyết tâm trước trận mở màn với bảng F, đặc biệt là với Việt Nam, tuy nhiên, nếu mà so sánh chúng ta với U17 Đài Bắc Trung Hoa, có thể nói là chưa đủ sức có điểm. Ở giải đấu này, U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng, dài hơn so với đối thủ rất nhiều. Lợi thế được thi đấu tại sân nhà với sự cổ vũ của khán giả tại Việt Nam sẽ càng là nguồn động lực để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tự tin vào một chiến thắng trong ngày khởi đầu vòng loại U17 châu Á. Trước khi bước vào vòng loại U17 châu Á 2023 với 3 đối thủ Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan tại Việt Trì, trong tháng 10 này, U17 Việt Nam đã có lộ trình chuẩn bị kéo dài 3 tháng. Lứa cầu thủ sinh năm 2006-2007 được tập trung, đào tạo, chọn lọc từ đầu tháng 7. Sau đó, đội tuyển gọi U16 Việt Nam trải qua 5 trận đấu tại vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022 ở Yogyakarta và giành được ngôi Á quân. Một trong số đó chính là thắng lợi 3-0 trước Thái Lan, đối thủ của Việt Nam ở vòng loại châu Á sắp tới. Nửa tháng sau hành trình đó, đội tập trung trở lại với tên gọi U17 Việt Nam. Trước khi có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, mới đây đội cũng đã trải qua trận giao hữu mang tính tổng duyệt với U19 Việt Theo. Ngoài thắng lợi với tỷ số là 4-1 mang tính chất khích lệ tinh thần, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã làm quen với điều kiện thi đấu ở Sevichi, nơi sẽ diễn ra các trận đấu vòng loại giải U17 châu Á 2023. Thêm một yếu tố quan trọng nữa là các cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam đã không còn bị ngợp trước việc thi đấu trong điều kiện trời tối. Còn nhớ ở vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Indonesia cách đây không lâu, lứa cầu thủ này do chưa từng thi đấu trong điều kiện trời tối và bật đèn quanh sân nên cũng đã choáng trước đội chủ nhà Indo. Cũng nhớ hai trận đấu với Indo cộng thêm quá trình chuẩn bị ở điều kiện trong thời gian tương tự. Việc thi đấu ở khung 19 giờ ở vòng loại U17 châu Á trước Đài Bắc Trung Hoa, Nepal, Thái Lan sẽ không phải là một thử thách quá lớn đối với U17 Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ, ở cấp độ trẻ, tôi nghĩ sức mạnh và năng lực 4 đội là như nhau. Cơ hội vào vòng chung kết chưa đều cho tất cả. Chúng tôi cần phải tập trung cao độ. Khi vào trận thì cần phải đá đẹp và cống hiến. Đá trên sân, chúng tôi sẽ cố gắng chơi cống hiến để đáp trả lại tình cảm của người hâm mộ. Tôi mong muốn tiếp tục duy trì thành tích tốt của Việt Nam trước Thái Lan. Tuy nhiên, với từng đối thủ, chúng tôi sẽ có từng đấu pháp riêng. Không riêng gì Thái Lan, mà các đối thủ khác, chúng tôi đều phải hướng tới một kết quả tốt nhất. Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 vừa qua tại Indo, tôi không thể vô địch nhưng mà tôi vẫn tự hào khi mà các học trò đã vượt qua được áp lực. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang phát triển rất tốt. Ông Tuấn lạc quan. Do chỉ có 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 10 bảng giành quyền vào vòng chung kết, U17 Việt Nam cần giành chiến thắng đậm trước các đối thủ không được đánh giá cao như là Nepal hay là Đài Loan để có các chỉ số đẹp trước khi mà về trận đại chiến với Thái Lan ở lượt cuối. Trong lịch sử U17 Đài Bắc Trung Hoa chưa bao giờ có vé tham dự giải châu Á và trước một đội chủ nhà mạnh và tự tin như Việt Nam, một suất thất bại đậm đà là một điều có thể xảy ra. Nói về trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan, còn đối thủ lớn hơn cho vị trí đầu bảng của chúng ta là Thái Lan sẽ thi đấu trận đầu tiên với Nepal vào lúc ngày mai 16 giờ. Nói về trận đấu đầu tiên gặp Nepal, vị huấn luyện viên U17 Thái Lan Omo cho biết, tôi đã theo dõi hai trận đấu của Nepal khi mà họ gặp Ấn Độ.
Nhờ đó mà chúng tôi đã có những phân tích. U17 Thái Lan đã có được sự chuẩn bị tốt nhất. Vị huấn luyện viên của U17 Nepal đã cho biết, tôi tin các đội bóng ở bảng F đều mạnh và chúng tôi sẽ phải đối đầu với những trận khó khăn. Tuy nhiên, nó cũng là một trải nghiệm tốt để cho các cầu thủ trẻ Nepal có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đó là những chia sẻ của các vị huấn luyện viên trước trận. Còn đối với khu vực Đông Nam Á, vừa qua cũng đã diễn ra cuộc họp báo quan trọng liên quan tới giải đấu vô địch Đông Nam Á 2023. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 4 tháng 10, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức cuộc họp lần thứ 10 trong nhiệm kỳ 2019-2023 về tổ chức các giải đấu trong năm 2023, gồm hệ thống các giải đấu trẻ và giải đỉnh cao cấp đội tuyển dành cho bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển. Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp trên cương vị là Ủy viên Hội đồng, Phó trưởng Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Theo đó, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2023 sẽ quy tụ sự tham dự của 12 câu lạc bộ đến từ các quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indo. Mỗi quốc gia sẽ có 2 đại diện, Philippines, Singapore, mỗi quốc gia có 1 đại diện. 4 thành viên còn lại bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar. Mỗi quốc gia sẽ cử 1 đại diện thi đấu vòng playoff để tranh 2 suất còn lại tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2022. Vòng playoff sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 2023. Vòng thi đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 5 2004. 12 đội cũng sẽ tham dự được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu theo thể thức tương tự như là giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Cụ thể ở vòng loại các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt theo mã số bốc thăm, trận đá sân nhà và sân khách. Hai đội nhất và nhì bảng sẽ được thi vào trận đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào chung kết. Tổng giải thưởng bao gồm cả tiền hỗ trợ mỗi câu lạc bộ tham dự lên tới 1,5 triệu USD. Giải U23 châu Á đang tiếp tục tổ chức trong năm 2023, nhưng sẽ là sự lựa chọn trong thời điểm phù hợp nhất với lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024, Thế vận hội mùa hè 2024 và lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA. Giải U19, U16 nữ Đông Nam Á 2023 dự kiến sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 7-8, 2023. Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2023 diễn ra từ ngày 18 tháng 9 cho tới ngày 8 tháng 10, 2023. Còn đối với giải futsal vô địch Đông Nam Á 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 2 tới ngày 13 tháng 10, 2023. Đây cũng là giải đấu được tính là vòng loại giải futsal châu Á 2024. Với các giải trẻ, do trùng với lịch thi đấu của giải bóng đá U20 Thế giới FIFA và AFC, nên U17, U20 Đông Nam Á sẽ không diễn ra trong năm 2023 và chuyển sang năm 2024. Kéo theo giải futsal, các câu lạc bộ của Đông Nam Á và giải bóng đá bãi biển vô địch Đông Nam Á, thay vì diễn ra năm 2023 sẽ chuyển sang 2024 để tránh trùng lịch với giải futsal các câu lạc bộ vô địch châu Á 2023 và cúp bóng đá bãi biển châu Á 2023. Để đảm bảo sân chơi dành cho bóng đá trẻ, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đề xuất tổ chức giải đấu cho U15 và U18 Đông Nam Á thay cho giải U17 và U20. Điều này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ trong khu vực tiếp tục có điều kiện được cọ sát thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, thi đấu quốc tế, chuẩn bị cho các giải đấu của châu Á trong các năm tiếp theo.